mỗi ngày. Đậu hũ croquette, vị thật lạ, ăn thật đã. Rất vui khi được gặp lại các bạn đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi bây giờ đầu tiên thì đậu hũ nè. Thưa các bạn lưu ý nhé, đậu hũ chúng ta nên trần qua nước sôi để đậu hũ được cứng. Sau đó chúng ta vắt cho ráo nước để cho nhân dẻ chắc và dính hơn nha các bạn. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ bắt đây một cái chảo. Rồi chúng ta cho vào đây tí xíu dầu. Rồi chảo nóng chúng ta cho thịt heo băm vào chúng ta xào. Kế tiếp chúng ta sẽ cho hành tây khoảng 50g. Khoảng nửa củ á ha. Chảo đó khoảng 50g chúng ta cắt nhỏ khoảng nửa củ thôi. Dạ. Rồi tắt lửa ha. Chúng ta cho ít khoảng chừng 5 lá ngòi gai chúng ta cắt sợi. Và chúng ta nêm vào đây khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo thôi. À chúng ta trộn đều như vậy. Rồi nhưng sau khi chúng ta xào xong như vậy, rồi chúng ta sẽ cho vào trong tô chúng ta để cho nguội. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần nhân nha. Thịt heo chúng ta cho vào đây. Trứng gà một quả chúng ta cho vào đây. Cho khoảng 4 canh bột xù vô đây. Cho bột xù vào để tạo độ sốt và chắc cho nhân. Thế thôi các bạn. Chúng ta sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê tiêu trắng xay và khoảng một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo. Thế là chúng ta sẽ trộn. Khi chúng ta trộn xong như vậy, chúng ta có thể khoảng độ chừng 15 phút này kia cho bột xù á nở ra. Phút khoảng một muỗng canh vung nhân. À chúng ta để vô tay như vậy. À chúng ta làm cho dễ. Chúng ta nắn ra hình giống như quả pháo ha. Đây các bạn quan sát, chúng ta tẩm qua bột mì nha. Rồi chúng ta ráo bột mì, chúng ta cho qua trứng. Wow. Ta vớt ra. Hay quá. Chúng ta cho qua bột xù. Tẩm vô như vậy. Wow. Thấy không? Xong, chúng ta để qua đây. Rồi, chúng ta làm tiếp như vậy đâu. Rồi, đúng rồi, Kim Thảo làm được đó. Rồi, bây giờ chúng ta tới giai đoạn cuối cùng là chúng ta chiên thôi. Chiên ngập dầu nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cho vô. Đây, chúng ta sẽ vớt ra. Dạ, nhanh quá. Rồi, rất là nhanh. Dạ. Món này là đậu hũ tinh lửa ha anh Vũ ha. Đúng rồi. Để ra giấy thấm dầu. Rồi thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến phần pha sốt. 3 muỗng canh sốt mayonnaise di mayo, 2 muỗng canh tương cà nha các bạn. Rồi chúng ta hòa đều. Thưa các bạn, để món tàu hũ rocket chúng ta được ngon hơn, hấp dẫn hơn thì chúng ta nên chấm với lại sốt mayonnaise di mayo cộng với lại tương cà, tạo vị béo béo ngọt ngọt rất là hấp dẫn. Để tự nhiên vô thôi. Và ở đây một miếng anh đã cắt sẵn như vậy để mình ta thấy được cái nhân. Que đậu hũ vàng thơm, giòn rụm bên ngoài, bên trong mềm, thơm, bùi bùi vị đậu hũ, chấm cùng chút sốt béo béo, chua chua, ngọt ngọt, ăn cực mê, quên cả lối về.